Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một hạt giống, đó là hạt giống hướng dương cao. Thì với cái hạt giống hướng dương cao này này, cái chiều cao của nó sẽ nếu mà chúng ta chăm sóc tốt thì nó phải cao tầm hơn 2 mét. Đó. Và một gói này là 30 hạt. Đây là hướng dương cao này là một có màu vàng nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ ngâm cái hạt giống hướng dương này vào trong nước ấm khoảng tầm 8 đến 10 tiếng, sau đó thì chúng ta sẽ ủ vào khăn ẩm cho đến khi nào hạt của chúng ta nứt nanh nảy mầm thì các bạn sẽ đem ra trồng ở ngoài đất. Cái đất trồng để trồng hướng dương ấy, nó cũng rất là dễ thôi. Các bạn sẽ trộn lẫn là đất thịt này, phân chuồn quế hoặc là phân hữu cơ, cho dừa, sơ dừa và cho trấu đó. Khi mà các bạn trộn lẫn như vậy rồi thì các bạn lưu ý là cái đất của chúng ta phải luôn sạch sẽ, mầm bệnh. Cái thời vụ để trồng hoa hướng dương của chúng ta là sẽ trồng được quanh năm, nhưng mà trồng quanh năm là phải trồng trong nhà màng nhé các bạn nhé. Tức là nếu mà các bạn mà trồng ở ngoài trời ấy, thì trồng không thể trồng quanh năm được. Mà cái nhiệt độ để cho cây của chúng ta sinh trưởng và phát triển tốt ấy, là từ 18 cho đến 30 độ C. Đó thì các bạn có thể trồng vào mùa thu được đấy. Hoặc là những nơi mát mẻ như Đà Lạt, Sapa thì là các bạn có thể trồng quanh năm được. Cái thời gian để cho hoa hướng dương của chúng ta nở là khoảng tầm 60 đến 70 ngày là đã thấy là những cái bông hoa đầu tiên của chúng ta đã nở ra rồi. Và lúc này là những bông hoa đầu tiên nở ra thì các bạn có thể ngắt bớt những cái bông hoa này đi để dồn cho cái hoa ra sau nó sẽ nở đẹp hơn và đều hơn. Cái hoa này của chúng ta thì các bạn lưu ý là chúng ta chỉ lên bón bằng cái phân hữu cơ hoặc là cái phân những cái loại gì nó thuộc về thiên nhiên, ví dụ như là phân hữu cơ hoặc là phân chuồng quế thì đó, thì hoặc là phân chuồng ủ hoa ấy, thì là các bạn sẽ bón những loại phân đó thì nó sẽ thích hợp hơn. Các bạn lưu ý là không bón bằng cái phân hóa học nhé. Chúng ta không nên bón đạm, cũng không nên bón lân hoặc là kali, như thế nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự sinh trưởng phát triển của cây hướng dương của chúng ta. Cái cây của chúng ta, cây hướng dương cao này thì nó cũng khá là bị mềm một chút, thế cho nên là khi mà cây cao khoảng tầm được 40 cm rồi thì lúc này các bạn sẽ cắm một cái cọc tre hoặc là một cái thanh gỗ nhỏ ngay cạnh cái cây hướng dương của chúng ta để chúng ta buộc cái thân đó vào với cây thì nó sẽ không bị gãy và không bị đổ khổ khi mà có gió to, thì là cây của chúng ta nó không bị ảnh hưởng gì cả đó. Thì các bạn thấy là cái hướng dương cao thì nó rất là cao, nhưng mà chúng ta phải lưu ý là cây rất dễ bị đổ ngã khi mà có gió mạnh.